vàng, nhị cái vàng, chê lê lê, đố kê xê, chê lê lê, nâm cắt. À chị ơi! À chị ơi! À chị ơi! Nhìn đâu không nè, không có nhìn đâu, tao chuyên nghiệp nè. Anh cầm cho Lâm biết nè. Nghe gì? Nghe gì? Nghe nhắn cái gì? Mấy người lớn vô là phải giờ gì đó. Sao mà đàn em mà ngồi kiểu hỗn nào vậy? Hôm nay anh thấy... cái này á mấy bạn mà muốn đẹp á mà cũng có tốt nó kiếm kiếm bự bự nghe rồi nhất cái nách mới đẹp nhất cái nách mình chờ cái tóc mà nó mềm ra là mình mới dễ làm kiểu con trai muốn đẹp hay không là phải do cái tóc mới quan trọng lắm đúng đúng chứ không phải khuôn mặt hả anh cái mặt nó cũng được thôi cái tóc cũng quan trọng lắm nếu là đẹp nhờ cái tóc thôi với mặt nó cũng bình thường nếu là đẹp nhờ cái tóc thôi với mặt nó cũng bình thường là bây giờ nó tóc mềm rồi thì bắt đầu WhatsApp sáp nghe ơi lấy cái mời lên mai cái áo lấy cái mời lên mai cái áo có đi không giải này ơi giải giải buôn làng nữa mà đẹp trai không chị Ngân cũng ổn trai nếu mà có một điều ước em có ước anh làm chồng em không dạ không dạ không Phi Phi phải lấy chồng Hàn Quốc em không bao giờ ước điều ước đó sao vậy thì là anh em vui hơn chứ vậy hả làm chồng chi về anh ngại chửi em tám một lần nữa lấy cái miệng đó thì làm sao mà chị chửi lại được nói chứ anh làm chồng ngon luôn thấy mình quỳnh anh chiều quá không trời không có làm có cái gì trên đời hết trơn thấy không thì có nghĩa là anh ấy hết anh bao sân hết lo hết hả? Đúng, nằm một chỗ giùm cho anh thôi. Nằm một chỗ giùm cho anh thôi. Nằm một chỗ sao giống bị liệt vậy anh? Thì đó, ý là vậy đó. Mình cho vận động vô cho anh. Đang vuốt giùm anh giùm cái nè. Nè, anh ơi. Ai thích vuốt thì em. Nè, em vuốt, em xe nha em ha, em xe. Thấy đẹp. Ôi ôi, anh thích làm bàn trong hả anh Lâm? Đúng rồi. Hóa trời ai chỉ anh cái style này vậy? Dưới thứ hai, dưới thứ hai. Thứ hai hả? Mà anh thấy người ta làm đẹp không? Đẹp. Sao anh làm lại thấy ghê vậy? Sao anh làm lại thấy ghê vậy? Con này nó láo lắm. Trời ơi. Ê anh Lâm ơi, sao đầu anh mùi lại anh Lâm? Đó chính là mùi dầu đó. Vậy mình nói mình sống đời đó. Vậy mình nói mình sống đời đó. Make up dễ mắt rồi làm tóc vuốt vuốt từng cọng mới sống đời đó. Anh cũng có khác người ta đâu. Anh cũng có khác người ta đâu. Thì ta xin cáo từ. Mình đi chợ tình là mình phải nhìn tình lên. Ủa, nhà có vợ con ba đứa rồi. Mình đi chợ tình vẫn muốn diện lên để làm cái gì? Để hả? Kiếm gái bản hả? Hay sao? Gì? Tôi sẽ tìm cô gái tên Thi. Gì vậy? Thi Thi ơi, Thi biết biết không Thi. Sau đó là cái bước rất quan trọng chấm hỏi. Chấm hỏi. Xịt hói hả? Con này con quá trời. Cũng được rồi đó. Quay clip thôi. Clip gì nữa vậy? Chicken peel. Chicken peel. Anh Lâm không ai nói anh là đừng lên hát hả anh Lâm? Hả không ai mọi người khuyên em quá trời mà không ai khuyên anh hết hả? Thế hoài. Nhâm chè le chè đủ lồ thế 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 là cà lâm nhâm cà le em thuộc bài đó không? Hơi thuộc câu đấy. Nghĩa ra. Ra. Cái câu mừng thế le thêm phù lồ mắc cười lắm á. Anh phải thuộc được cái câu đấy nó mắc cười nha. Cái câu đấy là mắc cười nhất nhà luôn á. Đi ra đây ra đây đây. Thôi tí nữa để thay Simi đã. Anh cứ làm một version đơn ca đi xong rồi thêm một version song ca. Áp áp đẹp nha.
Anh kêu hai ba này vô liền game, anh đăng liền. Tính phải đăng liền. Được chưa? Máy, máy làm đâu? Em phải qua đây nè, máy chính nó quay cho con núp vậy. Nghĩ sao cái máy phụ mà nó vô đây? Trẻ cái lê lục ca lúc ca chục ca sàn. Vì cái sàn như cái sàn. Trẻ lê lê đô kê xê. Trẻ lê lê nấm cắt. Nấm cắt trẻ trẻ lũ lộ. Trẻ thẻ lê trẻ cả lâm. Trẻ cả lâm. Nấm trẻ trẻ lê lũ lộ. Trẻ lê lê trẻ cả lâm. A chị ơi. A chị ơi. A chị ơi. A chị ơi. Lại đi. Lại đi. Đây à. Ui, mặt mình bé. Sao mặt mình bé thế này? Mặt mình quái thế này. Thôi giống quái thai tính nhật kệ. Thôi vậy hát khỏi nhạc đi. Nhưng vẫn nhạc không mới hay. A chị ơi. Tặng em cái khăn nè. Hai ba, tặng à tìm cái ca, dập cái lớp bè lớp ca sô, đi kề sầm như kề sầm. Lô lê dơ, lô lê dơ, chê lê lê. Hết chưa? Không được luôn đó, tắt luôn đi. Tắt đi. Nhưng mà em sao ghép được nhạc ra? Ê chết rồi, bọn mình như hai con gái. Lâm rất là có năng khiếu, Lâm thật tuyệt vời. Sau chương trình, anh Lâm có thể ra một album những ca khúc đã thể hiện ở trong chương trình Hình Thường Rỡ. Được chưa? Quá địch. Hát mà bằng chính tư, không biết bài của ta luôn mà. Em hát vào xong rồi tự nhiên em bị theo anh luôn. Em cũng hát không đúng với những gì em đã biết. Em hôm qua em coi trên mạng là có cái status như thế nào. Nó nói là gì? Nó nói là giọng ca thuốc độc, thuốc chuột. Giọng ca thuốc chuột. Người ta là âm nhạc chữa lành. Chữa lành, thuốc chữa lành, còn anh là thuốc chuột. Thật tuyệt vời. Cơ hội sở hữu vé rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion.